Ok, hello, chào mừng quý anh chị mình đã quay trở lại với kênh youtube Ichimoku Club cùng với em Cường ha Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ Anh chị tham gia để lại giúp cho em Cường một like, một share và một nút đăng ký nha anh chị Và nếu mà anh chị mình yêu quý em Cường hơn thì mình có thể là để lại ở phần bình luận uh, Những cái trái tim màu tím cả nhà ha uh, Thì ở video này, em Cường sẽ chia sẻ chuyên sâu hơn về uh, cơ hội cũng như là tiềm năng của nhóm ngành thép Trong giai đoạn tới nha anh chị Đó, thì uh, nhóm thép ở trong uh, những ngày vừa qua cả nhà mình thấy là có những cái nhịp giảm sâu và trong phiên ngày hôm nay có những cái sự hồi phục và dòng tiền đang tham gia trở lại đó thì nếu mà anh chị mình nhìn uh, mình quan sát kỹ hơn về nhóm thép thì cả nhà mình thấy là đối với cái giá thép thép thế giới cả nhà mình thấy đúng không trên biểu đồ của em cường uh, đây là cái biểu đồ của giá thép thế giới thì hiện tại là giá thép thế giới nó đúng đang quay về những cái vùng đáy uh, những cái vùng giá thấp nhất trong trung hạn rồi cả nhà ha đó thì uh, chung quy lại thì khả năng uh, giá thép phá đáy thì nó tương đối là thấp anh chị. Đó và khả năng cao là nó sẽ neo lại ở quanh cái vùng giá ở đây cả nhà ha. Đó thì đối với cái giá thép thế giới thì gần như mình thấy là khả năng nó thủng đáy khá là thấp và cái cơ hội mà nó bật tăng ở đây cũng tương đối cao. Đó, cho nên là uh, ngành thép cũng là một ngành mà anh chị mình có thể chú ý ha. Uh, giá của thép thì cũng về đáy rồi đúng không giá cổ phiếu thì vẫn đang tích lũy cho nên là cả nhà mình có thể chú ý tới ngành thép để mà phân tích chuyên sâu hơn về cái cơ hội của ngành thép thì cả nhà mình có thể là uh, nhìn trên biểu đồ của em cường ha thì đây chính là cái đồ thị của ngành thép anh chị uh, xét về cái góc độ là về mặt dài hạn thì ngành thép nó vẫn đang còn cái dư địa hồi phục bởi vì hiện tại trong khung đồ thị tháng uh, nhóm ngành thép vẫn đang có cái trạng thái khách sạn là hút cái chỉ số ngành thép lên cả nhà ha đó, về dài hạn vẫn đang là một cái xu hướng hồi phục, hồi về cái vùng khách sạn và vẫn đang còn dư địa nha cả nhà ha. Về mặt trung hạn thì hiện tại cái chỉ số của nhóm ngành thép đang khá thông thoáng. Đó và vẫn đang trong một cái nền tích lũy. Đó, về ngắn hạn thì uh, sau những cái cú rũ bỏ, uh, sau những cái nhịp mà was out đánh lụng những cái vùng hỗ trợ thì ngày hôm nay nhóm thép nó cũng lấy lại cái sự cân bằng và cái điều đặc biệt ở đây À, em cường cho là đây chính là một cái cơ hội để anh chị mình tham gia vào nhóm thép đó chính là cái chỉ báo tâm lý anh chị. hiện tại chỉ báo tâm lý của nhóm thép đang ở cái ngưỡng là tương đối là bi quan cả nhà ha à, khi mà à, anh chị mình theo dõi anh, anh em live stream đúng không theo dõi em cường live stream thì cả nhà mình có thể thấy là khi mà những cái chỉ báo này nó ở cái ngưỡng là bên dưới như vậy thì chứng tỏ là đang có một sự bi quan uh, đối với nhóm bằng thép anh chị đó và khi mà bi quan như vậy thì nó lại tạo ra cái cơ hội tương đối là lớn cho cả nhà mình ha nó thay vì anh chị mình tham gia mình mua đổi những cái uh, những cái cổ phiếu của nhóm ngành khác đang tăng mạnh như là uh, nhóm uh, nhóm bất động sản anh chị đây để em cho chị nhóm bất động sản đang hưng phấn quá cao này nhóm uh, chứng khoán đang hưng phấn cũng tương đối cao đúng không đó thì bây giờ cả nhà mình có thể chui lấy ngành thép một nhóm ngành mà hiện tại trong ngắn hạn đang bị lãng quên và đang có dấu hiệu dòng tiền tham gia trở lại đó thì để mà nói kỹ hơn về nhóm thép thì chúng ta phân tích uh, cơ hội uh, ở đây em chỉ phân tích ba mặt cổ phiếu thôi nha hbg hsg và nam kim uh, đây là ba mặt cổ phiếu mà anh chị mình đang uh, nắm giữ cũng như đang uh, uh, biết tới nhiều nhất cả nhà ha uh, đầu tiên là mặt cổ phiếu quốc dân hbg hbg thì cái đồ thị của nó thì khá là giống ngắm ngành ngang vậy đó hbg hiện tại vẫn đang tích lũy đúng không cái dư địa tăng vẫn khá là nhiều đó, và cái cạn gần nhất của nó là cái vùng giá là 22.6 à, Cho nên là nếu mà anh chị mình tham gia ngắn hạn thì cái cửa hồi phục về cái vùng giá 22.6 Cũng tương đối là cao nha anh chị Trước mắt là đang ngắn hạn là về 22.6 Đó Còn ví dụ mà HPG mà nó vượt qua được cái vùng giá 22.6 thì nó lại hướng tới những cái vùng giá cao hơn Là cái vùng khách sạn phía bên trên là cái vùng giá 25.7 cả nhà ha Đó là HPG À, tiếp theo là một mã cổ phiếu mà mình đánh giá khá là cao trong giai đoạn này một mã cổ phiếu mà trong giai đoạn vừa qua à, khi mà điều chỉnh thì cái thanh khoản nó cũng tương đối là cạn kiệt à, kiệt cung và hôm nay dòng tiền đang tham gia trở lại với một cái thanh khoản cũng tương đối là đẹp anh chị ha đó là mã cổ phiếu Nam Kim nhìn về góc độ chung và dài hạn thì Nam Kim nó vẫn đang còn một cái dư địa tăng khá là rộng trong chung và dài hạn nha, anh chị. À, về về độ thị tuần cả nhà mình thấy là đang tích lũy khá là chặt đúng không khi mà Hà Kim vẫn đang hợp bích mà giả sử mà trong thời điểm tới Nam Kim nó vượt qua được cái vùng giá 16.8 tới 17 đó là nó có những cái cú breakout trong khung tuần đà tăng rất là mạnh nhanh vậy nha còn về trong ngắn hạn thì ngày hôm nay Nam Kim nó cũng đang cố gắng là vượt qua những cái vùng cản trong ngắn hạn đó thì để mà tìm được cái điểm mua cho anh chị mình trong ngắn hạn một cách dễ nhất thì cả nhà mình có thể là theo dõi cái đồ thị intraday của Nam Kim đó thì tại cả nhà mình thấy đúng không Nam Kim hiện tại trong khung H1 đang khá là thông thoáng anh chị đó và hiện tại à, à, có những cái sự bật tăng vượt qua những cái nền mây và trong phiên ngày mai Nam Kim có những cái vùng giá khách sạn đó và khả năng à, nếu mà muốn tham gia cái vùng giá đẹp nhất của Nam Kim thì anh chị phải chờ những cái vùng giá khách sạn ở quanh cái mốc là 15.1 15.2 cả nhà ha đó còn nếu mà anh chị mình à, à, là một người thoải mái đúng không Mình không căn ke một vài like để mà hướng về những cái mục tiêu xa hơn trong chung và dài hạn đó thì cả nhà mình có thể là hoàn toàn là mua quanh đây vẫn được nha vậy và cái vùng giá mua theo mình là cái vùng giá từ uh, 15.2 tới 15.5 uh, hoàn toàn là cái vùng giá hợp lý để chị mình tham gia đối với cổ phiếu Nam Kim nha anh chị Đó, cả nhà mình chú ý chị ha Đó, Nam kim hôm nay dòng tiền tham gia vào cũng khá là mạnh này vậy tiếp theo là hoa sen anh chị hoa sen thì uh, nhìn về mặt đồ thị thì vẫn đang tích lũy khá là giống Nam Kim anh chị uh, nhìn về khung daily đúng không? thì hôm nay cũng đã lấy lại trên cái vùng giá cân bằng, à, lấy lại trên 15.7 rồi. À, tuy nhiên mình đánh giá không cao hoa sen bằng năm kim bởi vì cái thanh khoản nó không được đẹp lắm anh chị ha. À, cái lực bán trong giai đoạn trước vẫn đang khá là nhiều. Đó, cũng như là thanh khoản thấp thụ vào cũng tương đối là không đồng đều, cho nên là mình vẫn chưa đánh giá cao lắm. À, nhưng mà nó vẫn khá là ok nha anh chị, khá là ok đấy. À, trong thời điểm tới mà giả sử mà anh chị muốn tham gia vào hoa sen thì có thể là thăm dò một phần quanh cái vùng giá 15.7. À, tới 16 à, ví dụ mà vượt qua cái vùng giá 16 thì anh chị mình hoàn toàn là có thể gia tăng thêm nha anh chị đó là cổ phiếu hoa sen cả nhà ha đó thì ở video này thì em cần sẽ nói em cần đã nói tổng quan qua về uh, cái xu hướng của ngành, ngành thép trong uh, thời điểm tới đúng không về giá thép đang ở vùng đáy đúng không về ngành thép thì đang có những cái dấu hiệu uh, tích lũy trong dài hạn trung hạn đang có một cái nền giá khá là đẹp và trong ngắn hạn thì đang có những cái sự ủng hộ bởi các cái chỉ báo tâm lý đó. ngoài ra mình còn phân tích cho cả nhà mình về các cái uh, xu hướng uh, các cái điểm vào riêng lẻ của các cái mặt cổ phiếu ha cho nên là cả nhà nào anh chị nào mình đang uh, uh, nắm giữ ngành thép thì cố gắng kiên trì anh chị nào mình đang tìm kiếm cơ hội thì có thể là chui đến ngành thép cả nhà ha ok tạm biệt quý anh chị mình ha anh chị mình có thể là ủng hộ em cường bằng cách là mình like share video cũng như là uh, tham gia vào những cái room cộng đồng ở phần bình luận em có thể đường link ở phần chat có thể đường link cũng như là ở trên màn hình em có một cái mã qr code uh, quét mã tham gia vào nhanh dễ uh, ngoài ra nếu bạn chị mình cần hỗ trợ cơ cấu tài khoản tham gia vào lớp tín hiệu thì cả nhà mình có thể liên hệ trực tiếp với em cường thông qua số tài khoản số số điện thoại ở dưới màn hình cả nhà ha ok tại vì cả nhà chúc cả nhà buổi chiều tối vui vẻ ha bye bye